sáng 5:30 lại khởi hành đi về. Lúc về thì mình thấy được cái vòm của Mystery. Chúng ta làm lại, chúng ta làm cái gì? Cái cầu vòng, cái vòm đó là còn sự lựa chọn khác cái theo nó. Mystery. Welcome to Mystery. Đẹp chưa? Use the right two lanes to take exit 40B west, then keep left at the fork. Keep left at the này. Em nhớ cũng có đi ngang qua cái nhà thờ to này. Nhà thờ này. Có qua cầu đỏ xanh á. Cà phê.